Rồi, mến chào các bạn. Hôm nay giới thiệu với các bạn một cái phần mềm mà dùng nó có thể biến cái điện thoại di động cũ thành cái webcam để chúng ta học online ha, hoặc là chúng ta dùng nó làm camera nha, cái camera. Thì đầu tiên để thực hiện cái vấn đề này thì chúng ta phải tải cái những cái app về trên cái máy tính của chúng ta, là máy tính để bàn hoặc là cái laptop ha. Thì đây là cái phần mềm đây mình để chúng ta tải về đây. Thì cái link tải về sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn tải nha. Đây mình sẽ tải cái phần mềm về rồi, bây giờ mình mới tiến hành cài đặt vô máy tính. Chúng ta mới tiến hành cài đặt vô máy tính của chúng ta nè. Rồi, đây là một cái phần mềm mà tương đối dễ sử dụng nha, và thấy dùng cũng ổn định, giới thiệu với các bạn nha. Rồi chúng ta ha, để chúng ta cài đặt vô cái laptop hoặc cái PC của chúng ta. Rồi chúng ta net ha, ta đồng ý rồi, nó sẽ cài vô ổ C tên là Roycam ha. Rồi chúng ta gắn net. Rồi, như vậy nó sẽ xuất hiện cái tiến trình đang cài đặt cho chúng ta biết. Còn đây, cái app này là được sử dụng rất là nhiều ha, người ta dùng khi giờ máy tính của chúng ta mà cái camera mà nó bị hư á ha, hay là nó bị mờ hay cũ rồi đó, thì chúng ta có thể dùng cái điện thoại di động, nói chung là cái camera của cái điện thoại di động nó cũng rõ rõ một chút ha, để chúng ta thay thế cái camera của cái laptop hoặc cái điện thoại hoặc là cái PC của chúng ta. Thì phần mềm đang tiến hành được cài đặt vô cái máy tính của mình nha. Là mình sẽ hướng dẫn hay là chia sẻ chi tiết cho các bạn. Và một điều nữa là để sử dụng được cái phần mềm này thì cái di động của mình và cái laptop của mình phải xài chung một cái hệ thống wifi. Các bạn ha. Ta phải xài chung. Đang cài nha các bạn nha. Này, thời gian bao lâu để cho các bạn xem luôn. Đó. Chúng ta thấy cái chạy của nó ha. Cũng tương đối nhanh ha. Rồi, chúng ta gần xong rồi. Rồi, chúng ta đã xong nha. Và finish xong. Đó, như vậy là cái sau khi cài xong thì cái phần mềm nó sẽ thị cho cái biểu tượng trên đây ha, cái icon trên cái màn hình của chúng ta nha. Rồi điều thứ hai là chúng ta phải tải cái app này cũng về cái điện thoại di động của mình nha. Rồi. Rồi, đây là cái điện thoại di động của mình ha, nói chung cũng cũ rồi. Oppo ha. Tận dụng nó làm cái webcam luôn ha, camera luôn, dùng tận dụng cái camera của nó có hai camera trước và camera sau ha. Rồi đây là chúng ta phải dùng cái CF Play để chúng ta tải cái app nó về nha, ứng dụng nó về. Rồi, vô tìm kiếm ứng dụng nha. Đánh chữ rồi cam. Đây ha, các bạn thấy
Rồi, nhìn gần các bạn nhìn gần nha. Rồi. Rồi, chúng ta cài đặt. Hướng dẫn chi tiết các bạn tải về luôn. Hả? Rồi, chúng ta chấp nhận các điều khoản của nó. Nó muốn truy cập máy ảnh Miro của mình. Rồi, chấp nhận. Rồi, nó đang tải về các bạn nha. Rồi, nó đang quay tải về. Chúng ta đợi cho nó tải về. Rồi, nó xong các bạn, nó báo chữ mở ha. Rồi, ta mở ra. Rồi, hiện đây. Rồi, hiện quảng cáo, đúng không? Nét. Hiện hướng dẫn, giúp đỡ, hướng dẫn. Rồi. Rồi, sau khi cài xong ta các bước xong là nó sẽ hiện cái wifi IP và cái cổng box của nó. Chúng ta muốn xài là chúng ta phải bật cái mở cái app ở trên cái PC chúng ta vừa mới cài xong. Đây nha các bạn nha. Rồi, chúng ta bật lên. Đó, sau khi bật xong là nó ra cái này. Rồi, quay cho các bạn. Rồi. Rồi, đây là cái khung các bạn. Rồi, bỏ đi. Khung cũ ha. Đó, đó là cái khung cũ. Chúng ta tiến hành chúng ta nhập cái mã vô ha. Đây là gì? 192.168.10.100 và cái cổng boss là 4747. Đây có cổng boss 4747 rồi, chúng ta khỏi đánh nữa, chúng ta nhập cái ha. Đó, to rồi. Đây. Đây, một gì? 192.168.10.100. 192.168.10.100 rồi chúng ta thấy ha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu start ha. Rồi các bạn ơi, rồi các bạn thấy ha. Rồi chúng ta thấy ha. Rồi đó, bạn thấy chưa? Rồi chúng ta nhìn nè, cái cây chúng ta ha. Rồi đó, mình quay phim con chuột bàn phím của mình nè lên luôn. Đó, chúng ta đi đâu quay đi đâu là nó hiện trên màn hình cái đó ha. Rồi bạn thấy ha. Và nếu chúng ta muốn cho nó hiện ở trên cái chọn cái camera mà trước mặt chúng ta thì lúc đầu á, thì chúng ta nó có chức năng là chúng ta chọn chọn camera trước mặt thì nó quay trước mặt chúng ta nha. Đây chúng ta stop lại, không cần đúng, chúng ta stop lại nè. Đây là chức năng chọn cái camera trước hay sau nè. Rồi bác trước ha, này trước hay sau. Rồi rồi đó, đây là cái phần mà quay các bạn thấy ha, nó quay nhà mình luôn. Rồi ha. Rồi bây giờ mình muốn phóng to cái này lên ha. Muốn phóng to cái màn hình lên thì chúng ta bật bấm vô đây đó, nó phải phóng to lên ha. Rồi nó sẽ phóng to cho chúng ta xem chưa. Đó, phóng to lên, chúng ta quay đâu phóng to đó nha. Rồi rất là rõ ha, rõ hơn. Rồi như vậy là cái này chúng ta thấy là nó khi mà chúng ta quay là chúng ta dùng cái chức năng là chiếu trước mặt, hoặc là chúng ta dùng camera sau để chúng ta quay quay lại các cái hoạt động của học sinh cũng được ha, hay là quay lại các hoạt động của gia đình chúng ta, làm cái camera để chúng ta khi chúng ta ngồi trong ở trong phòng làm việc, chúng ta có thể dùng cái điện thoại di động này gắn ở trong các cái để quan sát con cái chúng ta ha, cũng được ha. Rồi vậy như nè, tận dụng luôn, khỏi cần mua cái camera cũ, khỏi cần mua cái camera nữa ha. Đó. Rồi thế nè. Rồi bây giờ sẽ hướng dẫn các bạn dùng cái điện thoại này, cái chức năng này để phục vụ cho việc học online nha. Rồi học online nha. Rồi
Rồi các bạn, bây giờ chúng ta thực hiện cái chức năng mà dùng cái app đó để chúng ta biến thành cái webcam để học online, thì chúng ta đầu tiên hướng dẫn các bạn cái phần Google Meet ha. Ở trong Google thì chúng ta vô cái google.com này, xong rồi chúng ta vô cái phần ha, một một các cái dấu chấm đây, cái dấu chấm nó kéo xuống ví dụ vậy ha. Ví dụ các bạn, chúng ta chọn phần Meet đây ha. Rồi chúng ta này ví dụ cho các bạn thôi nha. Rồi chúng ta ví dụ, rồi xong rồi chúng ta ha, vô cái cuộc họp mới, ví dụ một cái cuộc họp mới đi. Mình bắt đầu cuộc họp tức thì đi. Rồi, để đăng test camera. Rồi, thấy test camera, đây là cái camera, cái webcam của cái PC, cái laptop nè. Bây giờ mình thấy không, nếu mà máy của mình bị mờ quá hay là nó bị không có thì chúng ta có thể dùng vô cái dấu ba chấm này nha. Chúng ta vô phần cài đặt nè nha, chúng ta vô cái phần video nè. Ở đây chúng ta chọn nè ha, cái Roy Cam sụt 2 hoặc là Roy Cam sụt 3 gì cũng được ha. Rồi chọn một cái đó, rồi đóng. Rồi tôi thấy ha, đây nó chuyển qua rồi. Như vậy là đã, ta đang cái sử dụng cái webcam trên điện thoại di động của mình ha. Đó, đó thấy chưa. Rồi hướng dẫn các bạn nha ha, đây là cái phần dùng cho cái chương Google Meet ha. Rồi đây chúng ta tắt mở bình thường. Các bạn nhớ mà khi chúng ta muốn sử dụng lại cái cam của cái laptop thì chúng ta phải bấm vô đây, chúng ta cài đặt lại để chúng ta thay đổi lại ha. Chúng ta chọn lại ha, vô video lại ha. Giờ chúng ta chọn lại cái webcam đây nha, cái một này ha, nó quay, nó sẽ trả về cái vị trí cái webcam của cái laptop, cái góc của mình, PC của mình nha. Rồi nó đóng lại. Rồi. Yeah. Rồi bây giờ thôi, bây giờ mình chúng ta tắt đi ha, kết thúc. Rồi bây giờ sẽ hướng dẫn cho các bạn dùng cái Zoom ha, vô Zoom. Rồi. Zoom thì sao? Đóng lại. Đây Zoom đây, có sẵn Zoom luôn cho chúng ta luôn. Rồi ai mà chúng ta sử dụng Zoom, chúng ta thì bật Zoom lên ha. Để đợi nó vô. Rồi sau khi chúng ta khởi động cái phần mềm Zoom thì chúng ta thấy cái giao diện nó như vậy. Chúng ta vô cái phần cài đặt nè, cái dấu bánh răng này ha, ở đây nè. Chúng ta nhấp vô. Rồi chờ ha, cài đặt. Rồi ở đây có một cái bảng ha. Rồi ta chọn cái phần video ha. Rồi cái video này là đang là cái sử dụng cái webcam của máy, bây giờ mình muốn sử dụng cái điện thoại webcam của di động ha. Thì mình ha, mình chọn ở đây camera nè, chọn đây mình chọn cái Roy Cam sụt 2 hoặc sụt 3 ha. Rồi như vậy chúng ta thấy ha, xong chuyển xong rồi chúng ta đóng lại, tạo cuộc họp.
Đó, em thấy được chưa? Các bạn thấy nha, đợi nó khởi động vô. Rồi, kết nối nhớ, ở đây nó có cái phần kết nối với âm thanh của máy tính, giờ chúng ta bấm vô. Rồi, chúng ta thấy đây là cũng vô được cái mềm zoom bình thường ha. Mình sử dụng cái cam của di động nha. Rồi, chúng ta thấy. Được nha. Rồi, cũng xem màn hình cũng vậy. Rồi, thì các bạn. Rồi chúng ta muốn chỉnh lại thì chúng ta cũng vô cái phần đầu hay là vô ở trên cái phần ở trên đây nè. Nó có một cái biểu tượng và chúng ta dùng cái chức năng cài đặt ở đây cũng được nha. Đây. Rồi chúng ta cũng vô video và chúng ta chỉnh lại cái chọn lại cái webcam của máy của mình. Rồi xong. Nha. Rồi đóng lại nha. Đó, bây giờ ở đây chúng ta muốn tắt cả tắt video thì vậy ha, tắt bình thường đó ha, những chức năng chúng ta sử dụng bình thường. Rồi sẵn nói luôn, có dù ở đây chúng ta có cái chức năng là security, là chúng ta là tắt đi chức năng xem màn hình cho phép mình đó ha, lock cuộc họp, các chức năng khác an toàn nha. Rồi. Và qua đây chúng ta sẽ, ở đây chúng ta là người chủ trì thì chúng ta đang mặc định ở ở một cái gọi là một cái chia sẻ màn hình của mình thôi, còn chúng ta muốn nhiều người chia sẻ màn hình thì chúng ta thấy dù có học trò muốn chia sẻ màn hình thì chúng ta phải nhấp vô đây thì nó sẽ cho học trò chia sẻ màn hình ha, để mọi người cùng thấy. Chúng ta chọn một thôi, nếu chúng ta để đầu tiên chúng ta để nhiều quá thì học trò sẽ tự đưa các chia sẻ lên không hay lắm ha, chúng ta phải cho phép mới được, và ghi lại chức năng ghi lại cái buổi họp đó ha. Rồi rồi ngoài ra ở đây chúng ta có cho phép chúng ta chọn cái hình nền phía sau của chúng ta, nền ảo phía sau nó không, để chúng ta để người ta không có thấy được cái phía sau của mình nó bề bộn quá ha, chúng ta chọn hình ảo ha. Thì đây dùng các cái hình sẵn đây ha, chúng ta chọn nha. Đó, như đây cái máy này là cũng như là độ phân giải nó không không được cao, cho nên nó bị hơi mờ xíu ha. Đối với những cái máy mà đưa cái độ phân giải, cái camera nó độ phân giải cao thì nó sẽ thấy rõ hơn đó, chúng ta thấy vậy ha. Rồi. Như này. Rồi chúng ta chọn theo tương thích với mình thích ha. Rồi bình thường chúng ta không chọn cái để chọn cái không nha. Rồi. Non. Rồi. Rồi. Bạn thấy nha. Rồi ta đóng lại ha. Kết thúc. Rồi, chúng ta chia sẻ. Kết thúc. Rồi. Không lại. Rồi. Rồi vừa rồi đã chia sẻ với các bạn xong cái cách dùng cái điện thoại di động cũ để biến thành webcam để học online, và nó biến thành cái camera để chúng ta quay quay những cái hoạt động của học sinh ha, trực tiếp hoặc là cái quan sát ở trong nhà chúng ta ha, thay thế cho cái chúng ta khỏi không cần mua cái camera nữa ha, tận dụng. Rồi, mến chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.